Đây là cái thủ tục nhuộm răng đen của người Lự ở Lai Châu. Cứ phải nhuộm răng thì mới lấy được chồng nhé mọi người. Nhuộm răng mới lấy được chồng rồi. Không lấy được chồng. Cây ngày xưa là như thế đấy nhở? Ba cái này là cây chè đấy, là đun lên xong là ấy à? Nhưng mà sao nó đen được như này nhở? Cho vào cái ống tre này. Đốt xong là cho vào ống tre này. Nhự này úp vào nó khói. À. Còn nó hơi khói thì nó sẽ đen. Nó đen này nó ra. Tức là lấy khói của cây chè đấy ạ. 1.000 mắt xem đi, với lại là 10k tim đi em thử thách em nhuộm răng đen cho mọi người xem. Nhưng mà nhuộm xong là còn trắng nữa. Trắng nữa. Thế làm sao mình tẩy nó trắng ra được? Cái này nó như là một cái lớp nhựa để phủ vào cái răng của mình. Đây là trang phục của người Lự các bạn ạ. Đây, người Lự ở bản Hon cơ nhỉ, đúng không? Người Lự ở bản Hon Tam Đường Lai Châu. Một trong những dân tộc rất là ít người ở trên Lai Châu này. Đấy. Đây là cây chè này. Đấy. Cây chè cổ thụ. Đấy, khi mà cho vào ống tre như này. Đẩy view lên 1k mắt. Cho vào ống tre này xong là đấy. Rồi 10k tim đi, thử thách nhuộm răng đen. Để lấy cái lấy khói đấy, này rồi, như kiểu là nó như kiểu là cái bồ hóng luôn nhỉ, nó như kiểu cái bồ lấy cái bồ hóng ấy. Xong là nó nhà nhựa màu đen luôn. Em thấy hứng thú cái này rồi đấy. Mọi người có muốn thử thách lên nhuộm răng đen ở trên Lai Châu không ạ? Yeah, bái thấy người người Lự mà ở Nà Tăng mình cũng có cái nhuộm răng này không? Có. Con gái mới nhuộm chưa ạ? Thì là sao, khoảng tầm bao nhiêu là tuổi? Là cứ thay răng, là ví dụ như là trẻ nhỏ là khoảng tầm 10 tuổi là đã thay răng xong là cũng nhuộm rồi. Thay răng này. Tức là mình thích thì nhuộm hay là bắt buộc nhuộm ở bản? Không nhuộm răng thì không lấy được chồng nhưng mà. Ngày xưa là bắt buộc mình phải nhuộm. Còn bây giờ thì chắc là lớp trẻ bây giờ là không nhuộm là cũng được đúng không? Thì bây giờ các cô thì bảo bỏ bản sắc dân tộc Lự. À, thế là bây giờ mình là vẫn nhuộm để gìn giữ cái bản sắc dân tộc của mình. À. Anh phát hiện ra một cái nét rất là hay này. Cái của các cô có cài cái bông này nó rất là thơm nhá. Cái gì nhỉ? Cái lá gì ấy nhỉ? Không, tiếng Thái gọi là ba ợp. Lá cơm đấy ạ. Cái đấy là cái lá đấy là mình dùng để nấu xôi luôn ạ. Không, cái lá này chỉ là để mùi hương thôi. Chỉ để ngửi thôi. Khi mà để khô thì cái lá này rất là thơm đấy. À, nó thơm như kiểu thơm mùi cơm nếp. Ở bên không gian văn hóa của người Giấy ấy. Ở đây họ có ba bốn cái lá gì ấy, thơm kinh khủng luôn. Mọi người còn chia quả cái lá đấy để làm người yêu cho cả đấy nha. À, một lát nữa là bà lấy cái bông này chấm vào cái đấy xong là chấm vào răng mình à? Không phải không? Lấy tay thôi. À, lấy tay thôi. À, cho vào tay. Ở chỗ cháu thì các bà hay ăn trầu để nhuộm răng. Nhưng mà lấy cái bồ hóng này thì chắc là chỉ có ở chỗ của các bà thôi. Ở trên cháu các bà hay... đấy. Người Lự với người Thái ạ. Người Thái nhuộm răng nhưng mà ăn bằng trầu. Cái này chắc được rồi chứ nhỉ cô nhỉ? Nó nhiều khói đen đây. À đấy là nhựa của nó đấy. Xong rồi như thế rồi mình cứ lấy tay mình xong là mình chà vào răng mình nhé. Nóng đấy bà. Thấy có máy đây kim đẩy đấy. Chắc là những cái đội thanh niên bây giờ chắc là không còn nhuộm nữa nhỉ? Nhờ bà nhỉ? Đây, các bà đang nhuộm răng. Không đi được bên đấy đâu, đây là chờ bố.
đừng có không gian mà lại bật anh lả ơi mà lại không gian lự bật anh lả ơi nồi mốt xòe là cảm với là đẹp. Đây, còn cái chị bên kia thì đang quay sợi. Đó. Ơi. Cứ bình tĩnh đi. Nhựa của cây chè. Bài thấy mình trà vào răng này nó có đắng không? Nó không đắng á? Hơi cay à? Thế lúc mà mình ăn cơm xong là có bị phai đi không bà? Phai cũng không phai hết rồi. À.